Nhưng mà giả sử cái đĩa đĩa cái USB của mình là không có dữ liệu, không, USB mới luôn. Đó, USB mới thì chúng ta sẽ dùng một cái Ultra ISO. Đây, Ultra ISO. Đó, các bạn dùng Ultra ISO. Và chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn chạy bằng quyền admin. Chạy bằng quyền admin. Rồi, sau khi chúng ta chạy bằng quyền admin thì chúng ta xem thử là cái nguồn Win 7 hoặc Win 10 của chúng ta ở cái đuôi ISO này, thì các bạn lên mạng các bạn search thì nó cho các bạn rất là nhiều cái phiên bản, kể cả cái phiên bản rút gọn của Win 7 và Win 10. Thì thầy đang có cái bộ sụp của nó ở đây. Như vậy để mà tìm được cái đường dẫn này thì dễ nhất, nếu như mà chúng ta đã tìm được trong cái Windows Explorer rồi, các bạn chỉ cần copy cái đường dẫn này, Ctrl C, click chuột lên đây thì nó chọn cái đường dẫn cho mình, Ctrl C. Vô đây các bạn chọn Open ra và các bạn dán cái đường dẫn đó vô đây, Enter thì nó mở cái thư mục của mình. Và mình chọn đúng cái win mình cần. Rồi, đây là nội dung của cái đĩa CD. Nếu như các bạn mở trực tiếp trên Windows Explorer, bạn cũng thấy được cái nội dung đó. Nhưng mình lấy mình copy trực tiếp qua cái CD của mình thì nó không khởi động được. Nó không có boot lên, nó không có tự cài được. Mà mình phải dùng cái Ultra ISO này. Và sau khi mà chúng ta có được cái đĩa CD ở đây, đĩa CD nào là cái file ISO gốc, thì mình chọn vô cái book table và mình chọn write disk image. Rồi ở đây khi mà chúng ta chọn thì ở chỗ này nó có cái ổ đĩa. Nếu như máy các bạn mà đang cắm nhiều cái USB hoặc nó hay bị vấn đề chỗ này, bạn cắm một cái USB 8 GB, 16 GB và bạn có một cái ổ mở rộng. Ổ mở rộng bạn cắm cũng USB luôn và nó 256 GB hoặc là 512 GB để bạn lưu dữ liệu của bạn ở bên ngoài, bạn cũng cắm vô thì nó cũng nhận diện vô đây giống như một cái USB bình thường. Mà bạn chọn nhầm ổ đĩa một cái là nó mất hết tất cả mọi thứ của các bạn. Cho nên khi mà bạn có nhiều USB thì vui lòng nhìn phía trước này nó bao nhiêu ghi là mình dễ nhận diện nhất. Còn nếu mà hai cái ổ đĩa mà cùng ghi thì mình nhìn cái tên của cái hãng trên USB của mình để mình nhận diện ra. Và khi mình chọn như rồi rồi thì mình chọn Write thì nó sẽ chuyển dữ liệu từ cái file ISO của mình sang cái USB. Và lúc mà nó ghi xong thì mình lấy cái USB này mình khởi động lại boot từ USB thì nó sẽ cài đặt được Windows cho mình. Đó, còn nếu mà mình chép ngang qua là nó không có cài đâu. Mặc dù mình chép ngang nó vẫn chép đó, nhưng mà nó không cài. Đó là cái phần số 2. Nhiệm vụ của mình là tạo cái đĩa này. Đó, cái phần số 2 này nó sẽ giúp cho chúng ta làm ở phần số 5. Cài đặt Win. Còn cái phần số 1 thì nó sẽ giúp cho chúng ta ở phần 4. Phần 4. Và cũng giúp cho chúng ta ở phần 4 là chính, số 1 là số 4. Còn cái phần này là thiết lập BIOS ban đầu. Thiết lập những cái thông tin về BIOS. Đây là những thông tin rất cơ bản. Còn trong BIOS này, nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu những máy cũ, các bạn muốn chạy nhanh hơn tí thì các bạn có thể là ép xung. Thì trong BIOS này chủ yếu là chúng ta làm được cái việc ép xung. Hoặc là chúng ta bật cái chế độ mà chạy ảo hóa lên ở trong main này. Đó. Thì đó là chỉ có những cái phần mà chúng ta thiết lập trong BIOS thôi. Chứ còn trong này nó cũng cũng ít lắm, chủ yếu là mình thiết lập mấy cái này, còn những cái mà thiết lập kỹ hơn thì mình phải nghiên cứu kỹ. Còn nếu như lỡ mà mình vô trong cái BIOS này mình thiết lập tùm lum hết, kệ cứ làm đi, không sao hết. Thì sau khi mình thiết lập mà máy mà nó có treo hay là nó có vấn đề gì thì kệ, mình cứ khởi động lại, mình thiết lập lại thông số mặc định. Ha, load default là nó sẽ tự động nó load lại mặc định cho mình. Đó, load lại thông số mặc định cho mình. Chứ không có gì phải ngại hết.
Như vậy trong cái phần payout này các bạn cứ vô đó các bạn thoải mái enter, chọn cái gì cũng được, làm gì cũng được. Không, nếu mà các bạn đủ khả năng để phá cho cái main đó nó hư là đỉnh. Đừng có đụng tay nha, chỉ dùng bàn phím chuột thôi là đỉnh, còn nếu không thì cứ phá không sao hết nha. Thôi đó, như vậy thì chúng ta sẽ tạo được cái ổ đĩa này và chờ cho nó đến khi mà nó báo ok là chúng ta rút được cái USB này ra để cài được win rồi đó.